Lực lượng công an đã ập vào một bãi xe trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, bắt quả tang các đối tượng đang sản xuất thuốc giả. Nhóm 4 đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Xuân Cường, sinh năm 1976, Ao Vạn Hạnh, sinh năm 1997, Trương Phong Hào, sinh năm 1998, Trương Thùy Trinh, sinh năm 1973, cùng ngụ quận 8. Qua đấu tranh, công an quận 8 tiếp tục bắt giữ Huỳnh Nhật Khoa, 24 tuổi, Phạm Quốc Quyền, 43 tuổi, cùng ngụ quận 10, về hành vi mua bán hàng giả. Mở rộng vụ việc, khi khám xét một xưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, công an bắt giữ nghi phạm Đặng Văn Hóa, 40 tuổi, ngụ Đồng Nai, thu nhiều loại tân dược giả. Sau vụ việc, công an quận 8 đã kiểm đếm được gần 20.000 sản phẩm thuốc giả, ước tính số thuốc tay giả được thu giữ trị giá hàng tỷ đồng.